Hi, xin chào mọi người. Trời ơi, mình mới bấm vô luôn, chưa kịp chơi luôn nào. Đó, bây giờ là hiện tại là chỉ còn mười mấy phút nữa thôi, 14 phút nữa thôi mà mình mới bấm vô luôn. Hiện tại là bây giờ mình sẽ vô chơi nha các bạn. Sẵn tiện là mình test một cái mẹo này luôn, xem là nó còn hiệu nghiệm hay không nha. Chứ không do là mình thấy nó hơi thay đổi một xíu. Ok la, bây giờ mình sẽ vô nha. Hiện tại là mọi người trong bảng xếp hạng mình là 0-0 điểm hết. Bây giờ mình sẽ vô nè. Tại vì cái trò này nhảy mà tới mấy trăm thì nó cũng khá là lâu. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Ủa chấm hỏi, tự nhiên tôi mới bấm vô bảng xếp hạng. Mọi người nhìn nè. Mới bấm vô bảng xếp hạng mà đã 600 mấy rồi. Thôi xong rồi, toan toan rồi. Mới nói thầy luôn mà bạn level 5 này 600 mấy. Hình như tôi chơi 600 mấy là tầm khoảng 15-20 phút gì đó mà mới vô luôn mà. Gì vậy trời? Rồi. Né ơi, vãi đạn thiệt. Mới vừa 600 mấy rồi. Ồ, vậy sao chơi nữa. Rồi tôi nhảy nha, tại vì tôi còn khoảng 2 ặc nữa. Ok la, vô vô nè. Cái trò này á, mình thiết nghĩ là lúc mà mình nhảy điểm cao á các bạn, nếu mà tập trung nhất có thể luôn á thì trời ơi, sao mà bắp được đúng không? Nếu mà tập trung lắm, ví dụ như là các bạn chơi kiểu điểm cao rồi, các bạn thành thạo, các bạn quen rồi, là chơi được hoài luôn, không bắp luôn á. Ừ, mà cái này mình sẽ cố gắng chơi thử xem là trời bạn kia điểm cao quá à. Tôi còn một vài ặc nữa lận, dự định là sẽ vô cuối giờ, nhưng mà kiểu không còn mười mấy phút mà tôi cũng không có đồng hồ để canh nữa, nên là chắc cái ặc này tôi sẽ nhảy tới 200 điểm nha mọi người. Ok, 200 điểm mình sẽ tạm dừng tại đây. Trời ơi, hạng 4. 200 điểm hạng 4 hả mọi người? Ờ đúng rồi, thằng này có bạn kia mà bạn kia cao quá trời cao luôn. À, để mình coi các bạn xếp hạng nha. Trời ơi, coi nào. Ôi, ôi hai bạn kia đang cao hơn luôn kìa, bạn kia 700 mấy. Trời ơi, mình mới chơi được có vài phút thôi. À, nãy là 14 mà là tầm 7 phút thôi mà 700 mấy. Thường là chơi 700 mấy là khoảng 20 phút đó nha. Trời ơi, vậy mà ghê không? Hai bạn này là chơi thủ thuật rồi nè. Chơi rồi, bạn level 5 với bạn level 14 nè. Kiểu như chơi thủ thuật là chắc chắn thắng rồi đúng không? Nhưng mà nhìn vào đây các bạn có thể biết được là tại sao họ không có chơi vào lúc mà giữa, lúc mà cuộc chơi rồi đó mới bắt đầu. Mà họ lại chọn chơi cuối giờ dành cho những bạn nào mà chơi dân gian hay là muốn chiến thắng rồi đó. Tức là muốn phá những bạn đó đúng không? Nên là một phần mình cũng rút kinh nghiệm, nếu mà các bạn nào mà có chơi nhiều ặc á thì các bạn nên chùa một ặc để chơi cuối giờ thôi, một hai ặc gì đó, còn lại là các bạn nên chơi trước đi nha, chứ dạo này khó ăn lắm đó, khó thắng lắm nha. Ở cái ặc thứ hai của mình thì đã ghép vô một cái top mới rồi, và cái top này thấy cũng an toàn nè. Hiện tại là 6:54, tranh thủ mọi người, sắp hết giờ rồi, còn thêm một ặc nữa lận. Ok, ở cái ặc này mình thấy chơi là vậy là đủ rồi nha, tại vì còn vài phút nữa thôi mọi người, cho nên là mình sẽ chuyển qua cái ặc mới. Ở cái lần ghép này á, thì để mình xem coi. Đây, à những bạn này thì chơi ok nha, đó. Trăm mấy nó tầm trăm mấy là vậy là đúng rồi nọ, chứ không như là lên một phát 700 mấy, trời ơi. Sang chết tâm lý thật luôn. Bây giờ mình sẽ out ra vô cái ặc mới nữa nha. Hồi ơi, sau khi mình tôi vô cái ặc nữa thì còn có mấy giây à, sợ không kịp lắm mọi người ơi. Ráng nha, trời ơi nó còn hiện mấy cái bảng điểm danh này nữa. Ui, nhanh nhất có thể nha. Ý, cái trò nhảy dây này nó lót cũng khá là lâu nữa. Rồi xong rồi, sao tan rồi, không kịp rồi.
Còn lại tới 3 ặc nữa lần. Rồi 10 giây thôi hiểu nha. Không kịp mọi người, lần trước đi chơi không kịp. Rồi không kịp để lần sau đúng không? Trời 1 giây sao vô kịp đúng không? Hôn hôn chưa vô kịp luôn. Hồi nãy cái ặc vừa rồi là mình hạng 4 đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại cái ặc lúc nãy xem là mình hạng bao nhiêu. Chứ cái này là khó ăn lắm nha mọi người. Những cái trò chơi sau, còn hai cái trò chơi sau nữa. Đây cái ặc tiếp của mình lúc nãy rồi. Rồi tuột xuống hạng 8 rồi không mọi người. Hồi nãy không, hồi nãy còn chơi được nha. À các bạn xếp hạng này thì mình không gặp hắc nè. Bạn cao nhất này là hợp lý luôn. Hồi nãy biết không kịp là tôi chơi cái ặc này luôn rồi. Này nhưng mà nãy mình chơi dừng giữa chừng nha. Nhưng mà con số này là hợp lý rồi nè. Tại vì cái trò này nếu mà tập trung thì cũng khá là dễ á. Mấy lần trước mình tổ chức minigame cho các bạn công nhận là cũng dễ thiệt ha. Mấy lần trước mà chơi minigame nhảy dây nào đó. Nhưng mà chúng ta còn hai cái trò nữa lận nha mọi người. Cho nên là mình nghĩ là chơi cái giờ, cái mẹo mà chơi cuối giờ này là nhiều bạn biết lắm rồi. Nó cũng không có khả quan lắm. Mà hai cái trò chơi kia thì cần điểm rất là cao. Cái đặc biệt ở đây á, là các bạn cần phải ghép nha. Thì để mình nghĩ cách coi là ghép sao mà tránh được nhiều cao thủ nhất. Thì khi mà có bí quyết thì mình sẽ đăng lên cho mọi người xem. Ok, nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.